ăn bạn. Nó xả mà cá nó cũng ăn. Gì nó chả ăn nó đòi. Tưởng nó dặn. Bà có đậu con đấy. Cá đeo xả nhiều quá nó dày. Dạ? Cá là nhiều quá nó dày, nó đói cái gì nó ăn. Thơm lắm ạ. Móc mật chả thơm. Còn thơm. Chưa được già lắm bà nhỉ? Ừ. Rất là non. Và mẹ nấu cơm nhé. Đến lúc nướng nó thấy đói rồi ấy, đi nào. Bạn đi mời có Thành và được ok. Đây mình xin. Anh thích cái già này. Con thích ăn nhiều da này, ít da đây. Ít da. Nướng nó thơm. Đấy, miếng này toàn thịt luôn. Miếng bắp đây Biện. Bắp. Bắp xong bơ. Mà không được đâu. Biết rồi, cũng để dây nên nó đổ. Không sợ đổ. Này vừa mình tốt chưa? Mấy cái liền không? Đó. Giang. Giang. Bà ơi, miếng nào cái bà? Bà ăn bữa bà cho con. Mày ăn móng không? Này. Wow, wow. Thích ăn món này luôn. Ăn này bún ngon này. Mình xào bông bật đúng không? Kiểu như kiểu dạng đá cấy. Bà sao quá. Em bún là phải lấy nước nữa. Bún miếng nước. Xì dầu hả? Không. Lấy gì đâu? Có chứ. Em đi lấy đi. Đâu đâu nhiều lắm không mày nhỉ? Khoảng như thế lúc đấy còn con nào? Con chấm cả đi. Mang lấy gì rồi? Uống chén gì rồi ăn. Ơi. Bà bán tí mà bà bẻ về cái mà nó ngọt toàn nạc thế mà kêu bán xương đây cái nạc này đây cho con này nạc đây này đi rửa tay ở bên dưới đi nó rồi em ăn bún không?